Rồi, chào các bạn nhé. Hôm nay khá lâu tôi không lên sóng. Hôm nay ở khu xóm mình có một vụ cháy nha. Đây, chú này chú rình. Tôi có mua thùng mì với tải gạo. Số của ít lòng nhiều đó. Giúp đỡ khó khăn. Đây, chú Dinh đây. Đây, cái này cháu cho gia đình nhà chú nhá. Một tải gạo, một ít gạo với lại một thùng mì. Đây à, bây giờ chú ở đây à? Vâng. Biết biết nhà cháu không? Hả, không biết đâu. Ở trên này này. Dốc rồi kìa. Ở trên này. Ở xã Nội Hiền. Quá sĩ này. Quá sĩ hả? Nhớ cả sĩ chứ. Để vào trong này. Cất vào. Đấy bây giờ ở đây á, một mình khác ở á? Vợ con đâu? Hả? Vợ con của chú đâu? Con đi làm việc hết à? Đi làm việc à? Thế ở dưới nữa à? Đây, cái nhà trước hôm nọ ở đây bị cháy hết đây. Nhà đấy là nhà của ai? Nhà con à? Nhà con. Đây là nhà chú phải không? Vâng. Nhà chú là cháy hết sạch luôn. Cháy hết rồi. Đấy, cháy, bây giờ cháy hết sạch. Bây giờ đang đập cái này vào để làm lại đấy đúng không? Vâng. Làm lại cho. Đấy, nhà hoàn cảnh khó khăn mà bị cháy này, không may cháy này. Nhà cũng có bò. May đấy nhỉ, may cái mấy cái chuồng này không cháy ấy nhỉ. Mấy cái chuồng may không bị cháy đấy nhỉ. Không cháy cái bảo vệ đấy. Đây các bạn có thể nhớ lại cái video trước mà tôi xuống đây, tôi sẽ chèn cái video này vào. Thì cái nhà đấy nó khung cảnh các bạn thế này. Thôi cứ để chú làm việc nhé. Đang làm lại móng không biết là đây, cái chỗ cũ trước đây. Nhà có chuồng lợn. Còn cái chuồng lợn chuồng bò may không cháy. Ngan. Nhà này nhà con trai nhé. Không phải nhà của chú. Đây, bị cháy. Cái này cái bếp ấy. Thế tối ngủ đâu? Các con cháu này là tối ngủ đâu? Ngủ bên này à? Vư bên này à? À, bên này đúng không? Cái này là của ông ấy ngủ trên đấy đúng không? Không biết tiếng, tôi cũng không biết tiếng mà mấy người này cũng không biết tiếng. Mấy kia cô kia đi học rồi phải không? Đi học chưa? Đi học rồi, biết tiếng Kinh rồi mà. Ông ấy thả lời chú chi bố này đây. Sao lời chị bảo? Biết tiếng Kinh rồi mà nhỉ? Đi học rồi biết rồi. Đây chú đây, chú biết tiếng Kinh. Phải nói nhiều tiếng Kinh vào mới biết mấy ấy được. Trên này nhá, cách cái đường cái nó tít trên này. Cách đây có một cái đường bé bé xuống. Đây ở trên này biết nhở gần nhà ông phó ấy. Gần nhà ông phó chữ thôn ấy. Gần đấy. Đây, bên nhà này nhà con trai nhé, may không bị cháy cái nhà này đấy nhở. Yeah. Tôi sẽ vào quay cho bạn xem. Nhà này nhà của con trai thôi. Của con trai phải không? À? Chú, cái nhà này nhà của con trai phải không? Đúng rồi. Cái của con trai chú à? Đúng rồi. Có hai con trai à? Chú có hai con trai à? Năm con. Năm con trai. Cháy à? Cháy nó bị bụi hết trên này này. Cái cây nó bị vàng hết rồi. Cháy hết rồi. Nhà cũng kiểu cũ rồi. Nhà hoàn cảnh khó khăn.
chưa cháy. Cháy. Chính xác tôi thực sự tôi ở gần khu này mà không biết. Ai mới biết tin thì mới xuống đưa cho một ít gạo với mì tôm, gọi là của ít lòng nhiều thôi. Còn các mạnh thường quân thì nhu cầu ủng hộ thì các bạn cứ nhắn tin cho mình thì Zalo đây hoặc là dưới bình luận bên này nhá. Nhà chú Dinh nhỉ? Chú Dinh nhỉ? Chú Dinh. Dinh hoặc Dinh gì đó. Dinh. Vì tiếng ở đây tôi không được. Dinh thôi hả? Dinh. Chú Dinh. Đây đây là vợ chú đây đúng không? Vợ chú đi à? À. Đây là con dâu với lại cháu đúng không? Ba con dâu, một con gái à? Ba con dâu à? Hay là... À. À, còn có đây con gái. Ờ. Đây đây cái cũ cháy chưa hết đây đúng không? Cháy hết rồi. Ừ, bây giờ còn vào ngày mộng. Thế lúc cháy là không có ai ở nhà hay là ấy? Ở quanh xóm này có ai ở, có ai biết không? Thế là cháy hết à? Có bị xe máy chứ biết có bị sao không nhỉ? Xe máy. Không cháy được. Phải không? May đấy nhỉ, may không để xe máy trong nhà ấy. Không lấy ra kịp đâu. Cháy thành than củi. Cháy đi. Cái này vớt ra được cái quạt đi. Hỏng luôn. Không biết là có đồ đạc nhiều không, cứ bảo không. Hiện tại còn bằng này ở tạm, dựng tạm cái này ở. Này trên này có gì đâu, cái này vừa mưa to là xong. Có miếng bạt này, mày có miếng bạt này. Với tinh thần lá lành đùm lá rách thôi, cho được ít nhưng... không cho nhiều được, có nhiều thì cho nhiều, có ít cho ít. Thôi cũng muộn rồi, cháu về đây. Về nhá. Cháu về đây. Chim chăm nhá. Cháu về luôn đi. Không có gì đâu, cháu chỉ giúp được thế thôi. Có gì ủng hộ một tí, gọi là lúc khó khăn thôi nhá. Cháu về đây nhá. Cháu về đi nhá. Không có gì mà.